Trước khi bị bắt tạm giam vào chiều ngày 29 tháng 3, ông Trịnh Văn Quyết là một trong những doanh nhân nổi tiếng trong giới đầu tư khi là chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn FLC. Đây là doanh nghiệp đã có hàng loạt dự án đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng trên cả nước. Ông Quyết đồng thời cũng là chủ tịch của hãng hàng không Bamboo Airways. Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng Cafe Land điểm qua số tài sản khủng mà vị doanh nhân này đang sở hữu nha. Trong top 200 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Trịnh Văn Quyết hiện đang đứng vị trí số 44 với khối tài sản hơn 4.400 tỷ đồng nhờ nắm giữ lượng cổ phiếu khá lớn. Cụ thể, đến hết năm 2021, ông Quyết đã sở hữu hơn 215,4 triệu cổ phiếu FLC, tương đương 30,34% tổng số cổ phiếu của tập đoàn. Với giá 12.650 đồng, số cổ phiếu FLC của ông Quyết có trị giá hơn 2.724 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Trịnh Văn Quyết còn sở hữu hơn 23,7 triệu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos, trị giá tương đương hơn 193 tỷ đồng. Đồng thời, ông Quyết sở hữu hơn 7,6 triệu cổ phiếu JAB của công ty cổ phần đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC với tổng trị giá hơn 1.494 tỷ đồng. Đến nay, mặc dù ông Trịnh Văn Quyết sở hữu hàng ngàn tỷ đồng cổ phiếu, nhưng nếu so với thời Hoàng Kim năm 2017, con số này rất nhỏ. Cụ thể, ông Quyết từng nắm giữ lượng cổ phiếu trên sàn chứng khoán có quy mô trên 58.850 tỷ đồng, khoảng 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Ông Quyết cũng từng giành được vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán. Tuy nhiên, kể từ năm 2018 thì tài sản vị đại gia này rơi liên tục do giá cổ phiếu lao dốc và bán để giảm tỷ lệ sở hữu. Ngoài việc nắm giữ lượng lớn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết còn được biết đến là cổ đông lớn nhất của Bamboo Airways. Tính đến tháng 6 năm 2021, ông Quyết nắm giữ 56,5% cổ phần của doanh nghiệp này. Theo thông tin được đăng tải trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, vào ngày 9 tháng 9 năm 2021, Bamboo Airways đã tăng vốn điều lệ từ 16.000 tỷ đồng lên 18.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, hãng hàng không này dự định đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom với giá không thấp hơn 60.000 đồng một cổ phiếu, tương ứng với vốn hóa 111.000 tỷ đồng. Như vậy, phần vốn góp của ông Trịnh Văn Quyết sẽ có trị giá khoảng 62.000 tỷ đồng. Nếu ước tính theo giá trị vốn hóa này, ông Quyết có thể trở thành người giàu thứ hai trên thị trường chứng khoán Việt Nam sau ông Phạm Nhật Vượng. Ngoài ra, tính đến cuối năm 2020, ông Trịnh Văn Quyết là cổ đông lớn nhất sở hữu 52,49% vốn của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLC Homes, tương đương 218,3 triệu cổ phiếu FHH. FLC Homes có kế hoạch đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom với giá ban đầu 35.000 đồng một cổ phiếu, tức là phần vốn của ông Quyết có thể trị giá khoảng 7.600 tỷ đồng. Những con số thống kê trên cho thấy ông Quyết đang sở hữu một khối tài sản vô cùng lớn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia cho rằng, số tài sản này có thể phần lớn không phải là thật. Nguyên nhân là vì giá trị vốn hóa thị trường của cổ phiếu thường dao động lớn và chưa chắc phản ánh giá trị thật của doanh nghiệp. Đặc biệt là những doanh nghiệp trong nhóm cổ phiếu mà ông Quyết đang sở hữu có thể không đáng tin cậy. Bên cạnh đó, có thể ông Quyết đang nợ ngân hàng những món nợ khổng lồ và ông đã vay hàng ngàn tỷ đồng tại các ngân hàng và phải thế chấp một lượng lớn cổ phiếu của mình đang sở hữu. Liên quan đến vụ việc công Trịnh Văn Quyết, Cafe Land TV sẽ tiếp tục cập nhật trong những chuyên đề tiếp theo. Các bạn hãy nhấn subscribe kênh để đồng hành cùng Cafe Land TV các bạn nhé.